Anh ra tàu chuẩn bị trước. Ngụy Dào sẽ đón em đi lặn, lát nữa gặp lại. Mãi yêu em. Cố Thành. Em đến đây đi. Vợ chồng họ Ngôn của tập đoàn An Thủy bị dịch Trần tội biển thủ công Nguyễn. Số tiền liên quan vô cùng lớn. Các chi tiết hiện đang được điều tra. Một vụ tự sát đã diễn ra gần đây tại một khu dân cư. Đệ ơi, đệ tỉnh lại đi. Nhân chứng là cô con gái 14 tuổi. Theo được biết, người đã mất khi còn sống có liên quan đến vụ án tập đoàn An Thủy biển thủ công Nguyễn. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng quan trọng. Mẹ à, con nhất định sẽ tìm ra sự thật. Hướng dễ. Tập 1. 4 năm sau. Cảm ơn các bạn đã tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. 4 năm trước, các gia gặp sự cố ngoài ý muốn. Vào lúc lâm nguy, tôi được bổ nhiệm chức tổng giám đốc tạm thời. Lúc đầu rất nhiều người không coi trọng tôi, cũng không coi trọng An Thụy. Nhưng may thay, tôi đã không phụ lòng tin và sự ủng hộ của các tiền bối ngồi đây. An Thụy vượt qua được thử thách. Kỳ tích này được chúng ta góp sức tạo nên. Tôi tin rằng sau này chúng ta sẽ còn tạo nên càng nhiều kỳ tích hơn nữa. Cô không phải là cổ đông lớn nhất, đâu thích hợp để nói những câu như vậy. Sếp Ngô, tất cả chúng tôi đều công nhận năng lực của cô. Nhưng chính cô cũng đã nói, tổng giám đốc tạm thời đến nay đã được 4 năm rồi, cô không thể cứ giữ mãi cái vị trí này vậy chứ. Lẽ nào sếp Ngô muốn làm đến bao giờ nghỉ hôn mới thôi? Đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa sếp Dương và tôi. Các vị xem đi. Ba tiếng trước chú dừng số cổ phần chú chuyển sang cho tôi theo giá thị trường. Tôi tăng thêm 1% cho chú. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị một món quà cho vợ chú. Chú Dương mở ra coi thử đi. Chú không còn nhiều thời gian đâu. Vợ của chú chỉ mất một phút nữa là sẽ có mặt ở đây. Không đúng. 58 57 56 55 54 10 9 8 7 6 5. Hai ta giao kèo rồi đó. Chị là cô Dương ạ. Đây là món quà sếp Môn gửi tặng chị. Món quà này trông đẹp thật. Có vẻ rất đắt tiền. Trước đắt đó. Tận về chân triệu tệ. Những gì đang ngồi đây còn có ý kiến gì không? Nếu không, tôi có. Ai đó làm gì vậy chứ? Chuyện gì vậy? Chuyện gì thế này? Tôi thậm chí không biết từ khi nào cô lại trở thành cổ đông lớn nhất. Tâm Tâm, cảm ơn em đã đưa tác giả đến thăm chị. Gác nỗi sau khi kết thúc đừng diễn nữa. Cô đừng mong sẽ nhận được một xu của nhà họ Sợ.
Nội thất An Thủy đóng góp đến 30% dòng tiền của tập đoàn. Cho dù sổ phu nhân có mặt ở đây hôm nay cũng sẽ không nói đỡ cho em. Vậy thì sao? Cô được duyên này hôm nay đều nhờ vào số cổ phần anh tôi đưa cho. Phải. Tôi chăm chỉ điều hành công ty là vì không muốn mượn bại tâm huyết của tác gia. Tôi mong khi anh ấy quay về có thể trả lại cho anh ấy một An Thủy phát triển hơn. Nhưng đã 4 năm rồi, dù không muốn đến đâu tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Vậy nên tôi muốn nói với mọi người ở đây rằng hôm nay tôi chính thức tuyên bố chồng mình Sở Tất Gia đã tử vong. Đi nào Tâm Tâm, về nhà thôi, đừng làm loạn nữa. Còn sống hay đã chết chỉ phụ thuộc vào một câu nói của cô. Có phải tai nạn ngoài ý muốn hay không, cô là người rõ nhất. Tâm Tâm, xuống đi, đừng làm loạn nữa. Nếu lúc đó tôi biết chuyện của Sắc Sở Trẻ năm xưa có điều mờ ám thì tôi đã không chuyển nhượng cổ phần cho Ngôn Đinh một cách dễ dàng như vậy. Xin hỏi cô tuyên bố tử vong cho Sở Tất Gia hay vui lòng trả lời câu hỏi? Xin lỗi mọi người, không xảy ra tai nạn là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Cho hỏi tại sao cô lại không ở Kinh Đào, hôm nay không tiện trả lời câu hỏi, cho qua một chút. Làm ơn cho qua một chút. Thứ đã mất sẽ quay về theo cách khác.